Hi, xin chào mọi người đang đến với vlog đầu tiên của Bin Bin. Và với chiếc vlog ngày hôm nay, mọi người hãy cùng mình điểm qua một số địa điểm ở tiểu bang Colorado. Get go! Thì lúc này là hai đứa mình đang trên đường đi xuống downtown Denver nè. Kiểu tập tành làm này kia làm nọ, là youtuber đồ. Mà kể ra thì cũng lẹ, từ nhà mình xuống downtown cũng tầm khoảng có 30 phút mà. Mới đó mình thấy mấy tòa nhà cao cao siêu to khổng lồ liền nè. Trường mình đang học thì nó cũng ở dưới khu này luôn. Khi nào có dịp lên trường thì mình sẽ quay cho mọi người coi nha. Ta nói cái khúc này là hai đứa mình lên quá trời luôn, mà tại vì chắc đi trễ quá nên xuống đây người ta đóng cửa hết trơn rồi. Cái khu mà mọi người đang thấy nó gọi là Larimer Square, là nơi tụ tập ăn uống ngoài trời với mua sắm này nọ khi các kiểu. Rút kinh nghiệm ngày hôm qua thì hôm nay hai đứa mình quyết định dậy sớm một chút xíu để chuẩn bị đi hiking. Thì tiểu bang Colorado của mình nó nằm kiểu giữa nước Mỹ như này nên là nó không có biển, đa số là toàn núi, đồi hoặc sông, hồ, suối. Nên là nó rất là thích hợp cho những bạn nào mà thích trèo đèo lội suối với lại hoang dại với thiên nhiên á. Ta-da, cuối cùng thì hai đứa mình cũng đã tới nơi rồi nè. Thì cái thời điểm này là tuyết vừa tan nên không khí mát mẻ lắm luôn. Thì cái khu này nó chia thành nhiều đường hiking khác nhau. Kiểu cái đường bằng phẳng mà mình đang đi là cái level dễ nhất, dành cho những trẻ nhỏ hoặc là người lớn tuổi, hoặc là người ta dắt thú cưng đi dạo này kia nọ. Còn những cái level cao hơn là những cái đường dốc hay là gì đó thì chỉ dành cho dân chuyên. Ok, chuyển cảnh sang một con đường mòn sơ sát. Thì lý do là tại vì hai đứa mình ngựa, hai đứa mình không thích đi đường bằng phẳng nữa mà leo lên level bậc trung để đi kiểu cho biết với người ta coi như thế nào. Thì như mọi người đã thấy là lúc đầu hai đứa mình còn bận áo khoác, tại vì ở dưới con đường bằng phẳng nó se se lạnh này khi nọ. Nhưng mà lên đây càng đi càng nóng mọi người ạ. Với thêm một lý do nữa đó là mình bận áo đen. Mình bận áo đen đi dưới trời nắng. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Sau một hồi quanh quẩn ở con đường bậc trung khi nãy thì hai đứa mình cũng đã tiếp đất an toàn. Và việc đầu tiên mà hai mình tiếp đất đó là ngắm chó nghịch nước. Ngắm nghía những chú cún bốn chân nghịch nước vẫn chưa đủ thỏa mãn tinh thần yêu động vật của hai đứa, nên tụi mình quyết định xách xe chạy ngược về Denver để ngắm cái gọi là sinh vật biển. Sinh vật biển mà mình nói là mấy con cá này nè. Mọi người đừng có hỏi mình nói là cá gì tại vì mình cũng không biết đâu. Trong đây mọi người thấy tay mình đụng đụng vậy, chứ thật ra mình là đứa khá sợ nước với sợ mấy con ở dưới nước lắm. Bởi vậy mình mới qua cái tiểu bang toàn là núi không mà sống nè. Ngắm mấy con cá bự bự một màu chán rồi thì mình qua mấy con cá nhỏ nhỏ nhiều màu này nè. Đang coi thì mình thấy có con kia nên mình body shaming nó, mà tại vì nó kỳ chứ không phải mình kỳ mọi người ạ. Tiếp đến là mấy chị ăn thịt người piranha này nè. Đây là lần đầu tiên mình thấy tụi nó ở ngoài luôn á. Tụi nó bự ghê hèn gì. Nó hay này nọ với người ta trong phim dễ sợ. Sau chị piranha thì là gia đình bé mập. Nhìn vậy thôi thấy tụi nó cũng đủ bự. Kiểu đúng sợ luôn, như muốn nhai đầu mình luôn á. Mà mình nhìn xung quanh thấy mấy đứa nhỏ nó không biết sợ gì hay sao á. Kiểu tụi nhỏ thấy còn hăng hái hơn mình nữa. Không biết sao hồi đó mà mình đặt được cái nickname là cá mập con trong game luôn. Và phần hay nhất thì phải để cuối cùng. Trong suốt cái bữa đi thủy cung hôm đó thì bé cá đuối này là cái bé mà mình thích nhất luôn. Nó thân thiện mà nó còn làm trò với mình nữa. Cảm ơn mọi người đã xem hết chiếc vlog đầu tiên của mình. Nếu mọi người thích thì hãy cho mình một like và một subscribe. Và cùng mình hóng những chiếc vlog thú vị tiếp theo nhé.